Hiện tượng sụt lún tạo thành hố lớn trên tuyến đường thuộc địa phận đường Lê Đình Nghị, khu phố Đông Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đã xảy ra nhiều tháng qua, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được khắc phục. Theo phản ánh của nhân dân, tình trạng này đã lan rộng ra đường bê tông, ảnh hưởng tới người đi đường và bất an của các hộ dân sinh sống khu vực gần đó. Càng mưa to, đường sụt nứt càng lớn. Hiện đang tạo ra những lỗ hổng sâu khoảng 3 mét, vết nứt lớn, rộng tới 4 đến 5 mét. Đúng đoạn đường cua nên rất dễ xảy ra tai nạn. Sự việc trên tồn tại gần một năm nay, song không có biển cảnh báo. Sau khi nhân dân kiến nghị nhiều lần thì chỉ được đặt trụ chắn đơn giản mà chưa được khắc phục. Càng mưa thì càng lún nhiều hơn và lở ra ngoài giữa đường nhiều hơn. Cũng có một số người cũng bị ngã ở đây. Nhân dân tôi đề nghị nên cải tạo lại để cho nhân dân ta đi lại cho đỡ bị tai nạn. Thời gian gần đây trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ việc trẻ nhỏ bị ngã dưới hố ga trụ bê tông gây hậu quả nghiêm trọng. Để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, đơn vị chức năng cần khắc phục ngay sự cố sụt lún trên.